Lần đầu đến An Giang, anh em đi máy bay không có sự chuẩn bị gì nhiều, cũng chưa có thời gian tìm hiểu trước thông tin, ấy vậy mà lại gặp nhiều bất ngờ thú vị nha. Từ một khách sạn view đẹp nhất An Giang gần biên giới với Campuchia cho đến một rừng tràm trà sư đẹp kinh ngạc, đầy lạ lẫm và những món ăn ngon nức lòng. Và trong hành trình lần này, hãy cùng anh em yêu bay đến với Châu Đốc tươi đẹp và thanh bình nhé. Trong hành trình trước, Travis đã bay từ Hà Nội vào Cần Thơ, nghỉ một đêm ở đây và sáng hôm sau, Travis trả phòng rồi đi xe Phương Trang từ Cần Thơ qua Châu Đốc ở An Giang. Xe thì Travis được gọi điện đặt trước chỗ rồi, nên đến hẹn xe chung chuyển qua khách sạn ở Cần Thơ đón Travis ra bến, trả tiền vé xe rồi lên xe thôi. Và chuyến xe khởi hành rất là đúng giờ, hành trình từ Cần Thơ qua Châu Đốc mất chừng hơn 3 tiếng đồng hồ. Và trên đường đi có đi ngang qua Long Xuyên và nhiều cánh đồng lúa xanh mướt mát của miền Tây, rất là đẹp các bạn ơi. Và đến bến xe Châu Đốc rồi, đi về khách sạn thôi. Trước mặt là núi Sam rồi, con đường mà Travis đang đi có cái tên rất là hay, đó là Tân Lộ Kiều Lương. Khi xưa, trấn thủ trấn Vĩnh Thanh là ông Thoại Ngọc Hầu đã cho đắp con đường này vào năm 1826 và đến năm 1827 thì hoàn tất, tức là cũng gần 200 năm rồi. Và trước đó thì người ta phải chèo xuồng từ Châu Đốc để qua được núi Sam. Và đường lên núi Sam cũng rất là đẹp, mùa này có hoa phượng nở đỏ rực, tô điểm thêm cho quãng đường lên khách sạn. Hey, xin chào các bạn, Trip đang có mặt tại Châu Đốc và đây là khách sạn Victoria Núi Sam Lodge. Một cái nơi phải nói là Trip vừa bước vào một phát, chưa kịp check in gì hết đã phải chạy ào ra đây để xem rồi, bởi vì nó quá tuyệt vời các bạn. Ở bên này là một cái khoảng không gian đồng lúa xanh ngát, rộng thẳng cánh cò bay luôn. Và ở đây thì một điều rất là đặc biệt, chúng ta có thể nhìn thấy nước bạn Campuchia ở phía bên kia. Rồi, bây giờ thì check in xong rồi, giờ mình xuống nhận phòng thôi. Phòng của Travis sẽ ở Paddy Hill. Ở đây có rất nhiều khu, có Sunset Hill nữa. Và ở đây có Sunrise Hill, Garden Hill, Rocky Hill. Đó. Và ở đây các bạn thấy cái đường đi xuống phòng thôi mà nó cũng rợp hoa lá cây như thế này. Mà bây giờ đang có một cái luồng gió thổi qua, nó mát khủng khiếp luôn. Rất là đẹp luôn. Đây, Paddy Hill sẽ đi xuống cái lối phía này và chưa gì nhìn xuống thấy cái lối dưới kia, thấy là view rất là đẹp rồi. Đây, phòng của phòng Paddy Hill 111 đây rồi. Và các bạn thấy dưới kia là gì không? Xa xa đằng kia là một khoảng không xanh ngát, đó chính là cánh đồng lúa. Wow, tuyệt vời các bạn ơi, không nói nên lời nào luôn. Ồ, dưới kia có cái hồ bơi nữa kìa. Nhưng mà thôi, bây giờ phòng mình 141 đây rồi, lát nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cảnh dưới kia sau nha. Và đây là ban công, các bạn thấy ban công có đẹp không? Đó, đẹp quá. Và đây chính là phòng của mình, bây giờ mình vô phòng nha. Thì Travis đã vừa check in vào phòng của mình ở Victoria Núi Sam Lodge, là một khách sạn rất là đẹp ở nằm lưng chừng núi ở núi Sam. Và từ đây thì chúng ta có thể nhìn ra được một cái khung cảnh rất là rộng lớn đồng lúa, và thậm chí ở bên kia chúng ta quay sang góc bên này, đó là biên giới với nước bạn Campuchia rất gần đây thôi. Và cái phòng này thì là trước tiên giới thiệu với các bạn cái khung cảnh bên ngoài, thì Travis giới thiệu với các bạn cảnh bên trong nữa nha. Và ở đây là cái không gian phòng khách này, các bạn thấy ở đây có hai ghế ngồi rất là dễ thương. Và đây là cái bàn mà chúng ta có thể ngồi uống trà, cà phê các thứ. Và đây thì là rất là chu đáo, khi mà khách sạn vừa vào phòng cả trắng vàng, khách sạn đã set up một cái rổ trái cây, cái này gọi là welcome fruit hay là trái cây chào mừng. Ở đây chúng ta thấy có những cái trái cây rất quen thuộc chúng ta, như là thanh long, là chôm chôm, một trái mật ở ngoài Bắc là trái roi á, và một trái quýt và hai trái chuối. Và khu vực bên này là khu vực mà chúng ta có thể ngồi thư giãn, nghỉ ngơi ở đây ha. Bên đây cạnh khung cửa sổ, cái lối này lối đi vào lúc nãy đó.
và ngồi đây để relax, để làm việc hoặc để nằm thư giãn, rất là dễ chịu thoải mái đúng không? Và cái căn phòng này Travis bước vào cái Travis cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Tại sao? Ở bên ngoài đây là một cái cửa ra vào rất là lớn này các bạn, và từ cái cửa này chúng ta có thể nhìn ra ngoài cái view bên ngoài rất là đẹp, rất là thoáng đãng. Cái khu vực ban công ngoài kia thì lát nữa Travis sẽ review kỹ sau ha. Còn cái mà Travis thích đó là ở đây là một cửa lớn này và hai bên này là hai cửa sổ, nó cảm giác tại căn phòng rất là thoáng các bạn. Bên đây các bạn cũng có thể nhìn ra cảnh phía bên ngoài kia rất là đẹp ha, và nếu như mình kéo ra cái này cho nó sáng tí cũng được nè. Đấy. Đấy, và bên này chắc là Travis cũng sẽ kéo ra cho nó thoáng một tí, cho nó bên này thì có lẽ là sẽ có người đi qua lại bên này. Đấy, thì mình không mình kéo ra có sự riêng tư. Và đây là khu vực giường ngủ, thì lần này Travis đi với một bạn trợ lý nữa, cho nên là hai anh em sẽ ngủ hai giường cho nó thoải mái. Giường đây thì cũng nhỏ nhỏ vừa phải thôi đó. Và có một cái điều ấn tượng khi mà Travis bước vào đây đó là Travis thấy một cái màn như này, thì ở đây thì trong phòng này tất nhiên là sẽ không có muỗi rồi, nhưng mà cái này có tác dụng trang trí thôi, thì Travis thấy nó cũng là dễ thương. Nó làm cho mình liên tưởng đến những cái nhà giàu, nhà quý tộc, nhà thời Pháp ngày xưa ở miền Tây nè. Đó thì không biết có đúng hay không nha, tại mình không sống thời đó, nhưng mà mình có cảm giác, có cảm nhận như vậy thôi, có thể là cảm nhận nó không đúng. Và có một cái ấn tượng nữa đó là ở đây bình thường thì các bạn thấy một số cái giường của khách sạn thì họ sẽ có một cái tấm trải đây, có thể để tên khách sạn trên này trải lên đây, nhưng mà ở đây thì là họ lại dùng bằng một cái khăn rằn của người miền Tây, cái người địa phương đây người ta hay quấn nè, các bạn có thấy là họ hay quấn trên cổ hoặc quấn trên đầu đó, thì nó mang một cái màu sắc rất là địa phương. Đúng là khách sạn ở đâu thì là mang cái nét văn hóa ở đó. Cái khách sạn Victoria núi Sam Lodge này là khách sạn theo chuẩn 3 sao. Mà đối với Travis cảm thấy mà 3 sao mà cái view nó đẹp như vậy thì phải nói là rất là tuyệt vời luôn các bạn. Ở đây thì có cái đèn, đây nó có cái không cái đèn ngủ đây. Đây ở đây thì là có mình có thể bật cái đèn ở góc bên kia. Đấy, cameraman chỉ qua bên kia các bạn xem. Mình nằm giường như mình có thể bật được cái đèn ở bên kia ha. Ở đây thì chúng ta có thấy một cái cửa tủ nhỏ nè. Thì ở bên này thì chúng ta có thể có một cái tủ lạnh, bên trong này có những cái chai nước, ở đây có nước suối Alba nè, Coca-Cola, bia 33 và bia Tiger, thì những cái vật ở trong này là tính tiền. Cho biết đoán vậy, thường là đồ trong tủ lạnh của resort thì tính tiền ha. Đây là khu vực quầy bia bar, thì ở đây chúng ta thấy có một cái chai nước miễn phí như này. Thì thật ra nói thật với các bạn luôn là đi các nơi thì Travis rất là thích những cái chai như này, bởi vì là mình uống hết họ rót vào chứ không dùng chai nhựa một lần vứt đi ha, nó không thân thiện môi trường. Và đây thì cũng có hai cái mì lẩu thái tôm, cái này chắc là tính tiền rồi nè. Và ở đây thì là có cái khu vực trà và cà phê bên này, trà cà phê đường, và rất là hay là có cả đường cho người ăn kiêng nữa. Cái này là không phải khách sạn nào cũng lưu ý cái chuyện này chu đáo cho khách hàng đâu nha. Ở đây là có thêm một cửa sổ nè, ở đây họ thiết kế có nhiều cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên vào cũng rất là dễ thương các bạn. Và bên đây là cái tủ để đồ, ở đây thì cũng không có gì quan trọng đâu, ở đây có cái tủ để đồ thì có cái móc, có cái sắt, và ở đây có một thêm cái tấm nệm nữa, có thể mình bỏ ra kia mình ngồi nè. Và quan trọng nhất là ở đây có một cái dù che nắng che mưa, thì ví dụ như là mưa thì mình cũng dùng được, mà trời ngoài trời đang rất là nắng nóng thì mình cũng có thể dùng ra ngoài được ha. Nói chung là khách sạn 3 sao, nhưng mà Travis cảm thấy là họ cung cấp, họ làm một thứ rất là đầy đủ, rất là chu đáo luôn. Rồi, và đây là khu vực nhà tắm và bồn vệ sinh, cũng nhỏ nhắn xinh xắn thôi nhưng mà vừa phải ha. Thì ở đây thì là cũng cơ bản như những nơi khác thôi, là mình có bồn rửa và có ly để đánh răng và xà bông rửa tay. Ở đây thì có một cái gọi là cái máy xay tóc. Và có một điều đặc biệt ở đây các bạn là các bạn để ý là ở đây họ không hề bày bất cứ những cái đồ vật dụng cá nhân, vệ sinh cá nhân dùng một lần nào đây hết. Và lúc nãy thì bạn để tân bạn nói là vì lý do bảo vệ môi trường, cho nên là khách sạn chỉ cung cấp những cái đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần đó khi nào mà khách thực sự cần. Ví dụ như mình không mang theo, mình để quên gì đó thì mình mới yêu cầu họ cung cấp những cái gì mình cần thôi, để hạn chế tối đa cái việc đồ sử dụng một lần.
và gây rác thải ra môi trường. Và cũng rất nhiều lần thì anh em Vivo Bay trong những cái vlog trang ấm mình lên thì cũng khuyên các bạn nên đem theo đồ cá nhân của mình, những dầu gội đầu hay là kem đánh răng các thứ bạn chải. Thứ nhất là nó phù hợp với mình quen hơn, thứ hai là để giảm thiểu những cái đồ cá nhân như vậy ha. Cái bồn tắm thì cũng nhỏ xinh thôi, và trong đây thì là có sữa tắm và dầu gội đầu, thì đây cũng là một cách họ bảo vệ môi trường nè các bạn. Tức là họ sẽ không dùng những cái đồ chai nhựa dùng một lần nữa, mà họ sẽ chiết những cái dung dịch dầu gội đầu và sữa tắm vào đây, khi nào hết thì họ lại thêm vào ha. Và bây giờ thì Travis sẽ giới thiệu các bạn cái ban công bên ngoài. Đây có lẽ là một trong những cái phần giá trị nhất của căn phòng này. Nhưng mà trước khi ra khỏi phòng thì Travis thấy có cái biển này cũng rất là hay nè, yes và no. Thì Travis đoán nha, khi mà mình treo cái biển yes này ra ngoài á, có nghĩa là mình có thể cho phép họ vào phòng để họ dọn phòng cho mình. Còn khi no có nghĩa là không làm phiền, tức là họ sẽ không vào, do not disturb ha. Và giờ thôi, chúng ta cũng chưa còn dùng đến, chúng ta để cái này ở đây. Và đây, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài này. Bên ngoài này thì rất là nóng luôn. Đấy, các bạn thấy view bên ngoài này đẹp không? Ở đây thì đó, có cái bàn để chúng ta ngồi thư giãn nè. Và cái view, các bạn thấy cái view ở đây không? Tuyệt vời không? View của bạn xem ở kia kìa. Wow, đồng lúa thẳng cánh cầu bay luôn. Đó, thì chúng ta sẽ thấy cái nước bạn Campuchia ở bên kia. Gần các bạn, và nó rất gần luôn. Chúng ta đứng ở đây chúng ta nhìn thấy rồi. Và bên này thì cũng là một cái phòng khác ha. Và ở dưới này cũng là một cái phòng khác. Đấy, mình ở cái tầng như này là cái phòng này là cao nhất so với những phòng ở dưới này rồi. Và phía dưới kia các bạn thấy là có cái xanh xanh kia, chính là cái hồ bơi. Chiều mát mát rồi, bớt nắng rồi, bắt đầu xuống bể bơi vô cực để bơi rồi ngắm cánh đồng lúa các kiểu nha. Ủa thích quá các bạn ơi, mê quá. Đói quá, chắc bây giờ phải xuống Châu Đốc kiếm cái gì ăn tối thôi. Đây, con đường Trân Nữ Vương, quá trời quán luôn. Quán nướng, quán lẩu, quán nhậu đủ hết. À, tối rồi, mới tắm rửa sạch sẽ xong, hai anh em đi dạo trong Châu Đốc để xem cái gì ngon không. Thì đang đi vào quán Hương Rừng 2, thì mình có gọi là một dĩa cơm chiên hải sản nè, một cái bắp bò hấp gừng chấm mắm đúng không, với lại một cái gì đây ta, một cái lẩu bổ qua cá thác lát. Cảm ơn em. Đây, bắp bò hấp gừng nha, ngon chưa các bạn nè, trời ơi. Mà bây giờ mới đem ra hấp chứ không phải là hấp sẵn nha, rất còn tươi luôn. Đây nè, đó bếp nguồn nè, đó hấp nè, rồi giờ đây nắp lại nào để đợi chín nha. Đây, bắp bò đây nha, bắp bò nè, bắp bò chấm với mắm nhỉ. Tuyệt vời.
Chào buổi sáng. Bây giờ là 7 giờ sáng. Các bạn có thấy cảnh đẹp không? Buổi sáng này cảnh quá tuyệt vời. Hay xin chào buổi sáng Châu Đốc. Bây giờ thì Travis và trợ lý sẽ đi ăn sáng và sau đó thì sẽ đi khám phá một số nơi ở Châu Đốc. View ăn sáng đẹp chưa các bạn ạ? Rồi lúc đầu thì ngồi bên trong nhưng mà trợ lý bảo ngồi ở bên ngoài mát hơn thì thôi mình nghe lời trợ lý, và ra thì gió mát thật, hôm nay thời tiết rất là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng sẽ vào trong để hỏi xem là hôm nay sẽ ăn sáng dạng buffet hay là dạng set menu hay là à la carte như thế nào nha. À, bữa nay là kiểu buffet tức là mình sẽ chọn món gì, chọn món gì rồi nhân viên sẽ đem một cái bàn cho anh. Chứ hôm nay sáng thì mình có món gì ạ? Dạ mình có bánh mì ốc la, mì lát, phở bò, nhiều dạng các loại rau cua, trái cây. Bên đó anh thích món gì anh cứ nói với các bạn. Các bạn sẽ ăn gì? Em chọn phở bò. Ôi nước phở thơm quá ha chị ha. Nấu bằng sữa bò. Mà cái mùi mà mùi gia vị, mùi hồi hay là mùi quế thơm quá, thơm nức luôn. Và bên này là có các loại mứt nè, mứt đi kèm. À cái này ngũ cốc hả? Để trong cái hộp mấy trái dừa dễ thương quá ha. Cái này là trái dừa thiệt luôn, là cho trái dừa khô nè, mà họ làm thành những cái để đồ rất là thân thiện với môi trường luôn nè. Đó. À còn bên này là các loại trái cây nè. Cái này là bơ đúng không? Và cái này là các loại trái cây. Đó. Bên này sữa chua rất là ngon. Cứ đi khách sạn mà nào mà thấy buổi sáng mà có đồ nước như này là ăn rất là thích luôn nè. Tại vì nó ăn không bị khô, ăn rất là dễ chịu luôn. Ở này mới mở lại cho lúc trước là hai bún cá nữa. À có bún cá nữa. Bún cá nữa nhưng mà bây giờ chưa có mở chính thức. Vậy là có cớ để quay lại thêm lần nữa để ăn bún cá ha. Đó, thì Travis có yêu cầu một ly nước ổi và một ly cà phê sữa đá và vài bánh mì ăn sương sương thôi. Nhưng cái món chính mình rất thích ở đây đó là cái món phở bò. Và lúc nãy mà khi mà mình ra ngoài quầy mình quay thì là mình thấy cái nước phở bò bốc mùi lên cực kỳ thơm, cực kỳ nồng luôn. Đây ngồi ăn sáng mà view đẹp và thoáng mát như thế này bạn này. Đẹp chưa? Bánh mì với mứt đủ đủ nè. Sáng hôm nay thì là trong số thời gian rất là ít ỏi ở Châu Đốc thì hai anh em quyết định là sẽ đi rừng tràm Trà Sư và vừa mới thuê xe của một dì bán nước ở dưới chân núi. Dì mới đem xe lên đây. Thì bây giờ hai anh em sẽ tự đi tự lái xe đi thôi. Sẽ đến thăm rừng tràm Trà Sư. Tiếc là ở các bạn biết sao, ở Châu Đốc không được nhiều thời gian. Lần sau chắc là mình có dịp thì mình sẽ trở lại đây nó lâu hơn, mình khám phá tiếp những cái điểm khác. Xe máy thì hai anh em thuê của dì Thúy ở dưới chân núi. Các bạn có thể nhờ khách sạn hỗ trợ để thuê xe nhé. Và lần này thì hai anh em tự lái xe, tự mò đường bằng Google Maps. Và đoạn nào bị lạc thì hỏi người dân. Và người dân ở đây phải nói rất tốt bụng và thân thiện luôn. Chỉ đường là chỉ tận tình luôn, cho nên cả đoạn đường đi cực kỳ yên tâm. Và lái xe một quãng đường không dài lắm, nhưng đồng lúa, thiên nhiên An Giang giúp hai anh em cảm thấy chuyến đi cực kỳ giá trị. Mình đi qua một cây cầu cổ. Cầu này xe máy đi được không anh? Xe máy đi được đúng không? Được. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Đi lại đi. Có cầu sắt đó. Dạ.
Đúng không? Dạ, cảm ơn anh. Tôi xuống đi bộ với không, cậu đi đi. Đi đi, đi rồi mới quay rồi đi đi. Sợ gì? Sợ gì? Nào, rồi mạnh lên, 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 rồi mạnh lên. Trời ơi, bò một cây cầu gỗ. Rồi, để phải. Nó bò kinh người. Giờ mình sẽ di chuyển lên đây 200m nữa thì là chỗ mua vé. Có một chú chó rất dễ thương đang nằm. Hello chó. Wow, khung cảnh đây tuyệt vời các bạn ơi. Trời ơi, rợp bóng cây luôn mà rất là trong lành. Và gió rất là mát nha các bạn, gió thổi xào xạc luôn. Ở đây thì không bị nóng bởi vì là có rất là nhiều cây xõa bóng xuống. Và cũng không bị quá nóng bức. Tuyệt vời. Mà vào đây trời ơi, cảm giác như là mình đã được thư giãn. Và thật sự luôn, lúc này Travis đang có rất nhiều công việc phải lo. Đang có nhiều công việc phải suy nghĩ. Nhưng mà vào đây khác tự nhiên mình quên bẵng tất cả một cái đó luôn các bạn. Bởi vì ở đây rất quá tuyệt vời. Đây, quầy vé đây. Bây giờ thì mình đã mua vé xong rồi. Thì ở đây thì là vé tham quan bắt buộc. Vào đây thì là 100.000 đồng một vé, là cái vé màu trắng này. Ở đây thì là có hai loại, đó là loại xuồng chèo và tàu máy. Thì là Travis mua cả hai vé luôn để cho mình trải nghiệm được cả hai luôn ha. Ở đây thì tàu máy hay là xuồng chèo thì mỗi dịch vụ là 50.000 đồng, tổng cộng là 200.000 đồng để vào mình tham quan đây luôn. Nhưng mà trước khi mà lên cái đi tham quan mà xuồng chèo với tàu máy thì chắc là mình sẽ đi cái cầu tre bên kia mình tham quan cảnh về trước. Ôi cò kìa. Và đây là một cái cây cầu này là bằng tre. Và ở đây thì chúng ta có thể đi một đoạn ra đây và chúng ta có thể nhìn ngắm cảnh sông nước này nè. Ôi, ở đây yên bình quá các bạn này, quá yên bình luôn. Và đây mình cảm thấy cái màu xanh ngắt là mình cảm thấy nó dễ chịu lắm rồi. Nó khung cảnh đây các bạn thấy tuyệt vời không? Một màu xanh ngát luôn mà khung cảnh rất là đẹp nha các bạn. Ở đây có một cái con lặc nè, con kênh nè, xong ở đây là như là bao nhiêu lục bình với lại sen mọc ở đây, trời ơi tuyệt vời. Và bây giờ thì có lẽ là Travis sẽ đi xuồng máy và xuồng chèo vào tận bên trong xem thì có thể là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi xuồng máy trước hả? Tàu máy mình vô tới cái giữa đường bên trong. Ok, rồi, cảm ơn. Rồi, xin mời hai anh mình xuống tàu hết. Bước mình cái ghế bước xuống miếng dán, còn nó dài. Rồi. Ngồi đây thôi, ngồi. Ngồi đâu cũng được anh. Ngồi đâu tôi thấy cầm hết mình dắt thoải mái là được. Rồi. Giờ tàu và tàu máy bắt đầu chạy ra thì để đi đến giữa rừng sẽ có xuồng chèo. Trên đàn của mình nhìn qua bên trái và bên phải phía trên đàn là cây tràm. Hiện tại là những con chim nó đang làm tổ trên sải khu vực ở đây thì dài bên trong luôn ha. Xin giới thiệu thêm là hiện tại được khu được rừng tràm Trà Sư ở đây là nơi cư ngụ cho các loài chim. Mình có khoảng 70 loài chim, trong đó có hai con sách đỏ Việt Nam là con điên điển và con nhan sen. Ở đây là cò với quạt thì chủ yếu là nó chiếm khoảng 60%. Còn trên tuyến đường tham quan của mình, mình sẽ lướt qua những cái thảm bèo, sen, thực vật lục bình và những thực vật khác nó bao xung quanh gốc cây tràm ở đây, tạo cảnh đẹp cho mình đi tham quan. Giới thiệu các bạn, đây là anh lái xuồng kim hướng dẫn viên, rất là dễ thương và có duyên luôn nha.
gió mát quá trời luôn, tuyệt vời. Tấm thảm ở đây là nơi để mình có thể phim ảnh, chụp những tấm ảnh để làm kỷ niệm. Ủa ôi nhỉ, đẹp quá trời luôn. Chắc là xin phép anh cho dừng lại khoảng 1 phút rồi chụp hình cả nha. Anh cho em hỏi là ở đây thì lúc nãy từ lúc đi vào em thấy là ở đây rất là đa dạng các cái loại thực vật ở đây. Thì ở đây thì chắc có khoảng, anh có con số chính xác là khoảng bao nhiêu cái loài thực vật không, và cái loài nào nó chiếm chủ yếu ở đây? Ở đây mình có khoảng là 140 loài thực vật. Thực vật ở đây mình thấy là nhiều nhất đó là bèo nè, rồi sen, lục bình và những cây cỏ khác. Mà ba loại là bèo với lục bình với sen là chủ yếu nhất. Còn những cây cỏ thực vật khác thì nó bao xung quanh với cái trạm mình á. Ở dưới nước cũng có, mà trên khô cũng có. Mà trong đó có những loại để làm để thuốc nam nữa. Hay vậy. Nó thêm cái màu xanh của cái khu rừng của mình ở đây. Thì ở đây em nghe em, cái tên của mình là tên rừng tràm. Vậy thì cái cây tràm ở đây sẽ chiếm chủ yếu không anh? Dạ đúng rồi, cây tràm của mình đây là 100%. Thì cây tràm này thì là nó có cái lợi ích gì về cho đời sống ở trong của người dân ở đây không anh? Cây tràm của mình ở đây á, đầu tiên á là nó sẽ lọc cái không khí cho những người dân xung quanh ở đây, hoặc là những khu tỉnh lân cận như là khu vực đồng bằng sông Cửu Long mình luôn. Còn cây tràm của mình là có hai loại cây tràm trong rừng của mình. Cây tràm mà lá tròn ngắn ngắn đây, mình thấy là cây tràm của Việt Nam, tràm nội, gọi là tràm nội á. Tràm nội. Thường tràm thì thường dành đóng cừ với làm cột nhà. Còn cái tràm mà lá dài dài á, cách phân biệt á là cái tràm ngoại. Có phải lúc mà em đi vô đây là nguyên hai bên hàng cây đó là cây... Đó, hai hàng cây đó, hai cây bạch đằng ở trên bờ đê. Bạch đằng. Dạ. Như vậy là ở đây là nhờ có cây tràm mà không khí ở đây nó được trong lành, nó lọc. Đó là lý do tại sao lúc nãy em đi vào đây cái thấy là em thấy thoải mái liền, không khí cực kỳ trong lành mát mẻ luôn. Nên ở đâu khu vực nào có rừng là mình thấy là không khí nó sẽ mát mẻ. Đúng rồi, chính xác luôn. Mặc dù hôm nay trời rất là nắng nóng nha các bạn, nhưng mà vô đây phải nói là cảm giác nó rất là thoải mái, rất là tuyệt vời luôn. Và suốt cái dọc này đi của mình là chắc là bèo cứ phủ kín như vậy luôn ha. Dạ, nhưng có một đoạn này thôi. Đoạn phủ kín, một đoạn thì sẽ nó lác đác ra. Nên là mình sẽ khu vực này nó hơi nhiều hơn. Tại là nó sinh trưởng rất là nhanh. Đó, các bạn vào đây các bạn có cảm tưởng như là mình đang đi trên mây, đi một trong một cái thế giới rất là lạ. Bởi vì là xung quanh đây đều là thảm cỏ, mình nghĩ là thảm cỏ mới thực ra là bèo. Mà đi trên này nó cứ bập bình dập dình, bây giờ là rất là tuyệt vời. Chắc lẽ bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình đi vào bên kia ha. Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh Việt. Cái trái của mình đây là cây tràm Úc nè, gọi là cây tràm ngoại, lá nó dài hơn. Là đây phải cây tràm Úc đây ạ. Cái cây tràm này là do mình tự mình trồng hay nó mọc tự nhiên ạ? Mình trồng theo bờ đê nè. Nó cái bộ rễ nó rất là dày, nó chống cái xói mòn rất là tốt. Nên kiểm lâm người ta đã trồng theo bờ đê. Gỗ thì nó, nếu mà thu hoạch nó thì để làm giấy và dán ép thôi. Gỗ nó lỗi, nó sạp hơn, không bằng cái tràm nội của mình. Mình lên đó mình kẻ phải 20 mét là tới ha. Bên tay trái mình sẽ có đài quan sát cầu gỗ tình yêu và nhà hàng. Rồi khi nào mình muốn về cứ quay lại bến tàu ở đây, từ bây giờ đến 5 giờ chiều quay ra lúc nào cũng được, sẽ có nhân viên sẽ đón mình về lại ha. Rồi cảm ơn anh Việt. Rồi trước mắt của mình xin giới thiệu là có hai con quắc dẫn nguyên cái bầy con nó đang trước bến tàu luôn. Đây là tháp quan sát nhà hàng nè, mình sẽ đi ra đây mình xem thử. Thế bây giờ thì hai anh em sẽ đi vào cái tháp quan sát trong kia. Mình cũng không biết cái tháp quan sát ở đây thì nó ngắm cảnh được gì đẹp không, nhưng mà là ở đây rồi thì mình cứ vào ha. Và đặc biệt là đi dưới cái hàng tràm như thế này, trời ơi các bạn ơi, tuyệt vời luôn. Nó mát mà nó dễ chịu, mà đúng như là anh hướng dẫn viên anh nói là ở đây thì là nó có cái tác dụng là nó giúp lọc không khí. Các bạn ơi, mình nghĩ là cái đài quan sát ở trên kia đó phải leo rất là cao quá các bạn. Bây giờ sẽ đi leo lên cái bộ lên mà. Đi, trợ lý đi trước đi. Ở đây cái hai cái đài quan sát là cây cỏ cũng bám xung quanh đó, và các bạn nhìn nó đẹp lắm.
làm ly thuốc nốt mát lạnh. Vì hai anh em sẽ đi tiếp qua cây cầu tre được quảng cáo là dài gần 2,5 km và là cây cầu tre dài nhất Việt Nam. Như các bạn hướng dẫn viên nói là nếu như mình đi thẳng cái cầu này luôn thì mình sẽ về tận bến luôn, mình không phải đi thuyền nữa, nhưng mà tuy nhiên sẽ rất là xa. Cái cây cầu này dài khoảng 2,5 km. Đó, cho nên bây giờ mình sẽ đi một đoạn giới thiệu với các bạn thôi. Ở đây dọc cái cầu này sẽ có những cái chuồng chim bồ câu rồi các bạn. Rất là dễ thương. Và dọc cái cầu này cũng sẽ có những cái ghế để mình ngồi nghỉ, nếu mà mình đi bộ mệt quá thì mình dễ mình ngồi nghỉ. Thì cái trải nghiệm đi cái cầu này khác với lại cái trải nghiệm mà mình đi thuyền á. Nó khác là kiểu là mình cũng được đi xuyên cái không gian xanh này. Tuy nhiên là mình sẽ đi bộ chậm rãi hơn và nó cảm giác nó cảm nhận nó khác hơn. Đi xong thấy Việt Nam mình đẹp quá các bạn ạ. Phải nói là càng đi càng đẹp. Có những cái nơi mà những cái tỉnh mà xa xôi như là An Giang, mình cũng không nghĩ ở Châu Đốc nó sẽ có những cái khu mà du lịch và những cái nơi mà phải nói là cây xanh nó còn hoang sơ như thế này. Rất đẹp luôn. Các bạn năm nay các bạn đi du lịch Việt Nam nhiều lắm các bạn, khám phá những nơi như thế này này. Cũng chưa cần đi nước ngoài đâu, đi những nơi như thế này là quá tuyệt vời đúng rồi. Nó lạ lắm, và đây phải nói là như hoàn toàn một thế giới khác luôn. Chưa bao giờ mình được chứng kiến một cái nơi mà nó đẹp và nó có cây cối nó như vậy luôn. Có những cái thùng rác họ để ngay đây để cho mình vứt rác đây, chứ không vứt rác lung tung xuống dưới bên kia ha, nó gây ô nhiễm môi trường. Mà nhất đây là khu vực mà rất là đẹp. Đây, bây giờ mình sẽ vô đây và mình đi xuồng chèo tay về lại bến người kia nè. Chào mấy chị. Thì ám ảnh cá sấu á. Chị gái rất dễ thương. À, chị nói ở đây là không có cá sấu đâu, chỉ có cá đẹp thôi. À, chị đẹp đang chèo rất là điêu luyện nè. À, bây giờ mình sẽ lúc nãy mình đi xuồng thuyền máy á, thì rất là nhanh. À, cái cảm giác nó khác. Còn bây giờ mình đi xuồng chèo thì cái cảm giác nó chậm rãi hơn. Nó cũng là một trải nghiệm khác. Mình ở đâu? Em ở thành phố xuống chị. Dạ đúng rồi, trên thành phố làm gì mà được trong lành gì đâu. Yên bình quá. Không khí trong lành, dễ chịu hơn. Xuống đây có căn nhà ở đây ở ha. Đây các bạn này, các bạn thấy bên cạnh đây là cái cầu tre nè. Cầu này thì nếu mà mình đi thẳng là mình đi thẳng tới bến bên kia luôn. Đó, nhưng mà 2 km, 2,5 km lận. Xa lắm. Ở đây thì có những cái chuồng chim bồ câu. Ở đây chị ơi, ở đây cái chuồng chim bồ câu họ làm là để cho bồ câu vô hay chỉ làm cho đẹp thôi? Làm như cho mấy con thỏ nó vô, làm đổ cho nó dễ gần gũi với mình hơn á. À. Chứ không riêng biệt là con bồ câu không. À, hay ha. Con bay bay đó, con cồng cọc đó. Con cồng cọc hả? À. Mát quá, mát vô cùng luôn. Vẫn còn nhớ cảm giác một mình lên xích đôi ngồi các bạn. Mọi đây ngồi rất là thoải mái, dễ chịu luôn. Và phải nói là hôm nay bỏ ra 200 ngàn để trải nghiệm tất cả những cái trong ghi rừng tràm Trà Sư. Nó tuyệt vời các bạn ơi. Có thể các bạn ở miền Tây các bạn có thể quen với vùng sông nước rồi, nhưng mà ví dụ như Travis thì Travis là đối với những Travis cái cảnh này nó lạ lắm và nó đẹp lắm. Mình cũng đi đầm Đông Hồ Hà Tiên rồi, thế nhưng mà đây nó là một cái kiểu khác, một cái hình ảnh khác, nó đẹp lắm. Thôi bây giờ thì chú về lại Châu Đốc đã nha. Hai anh em tối nay lại xuống núi đi ăn, và đây là quán bò nướng Tư Thiên. Đây là bò nướng sa tế 100 ngàn một phần, rất là hấp dẫn. À, hấp dẫn chưa? Wow.
bò nướng ăn với rau sống nha. Ăn bò nướng xong ăn xương xương, cơm chiên tỏi. Có thêm mấy lớp trứng ở trên nữa nè, hấp dẫn chưa? Hey, chào buổi sáng. Sáng nào thức dậy ở đây cũng là những buổi sáng rất là tuyệt vời. Buổi sáng ở Châu Đốc. Và đây là núi Sam. Bây giờ đi lên nhà hàng ăn sáng nha. Ăn phở nhanh nhanh, lát nữa anh em đi xe qua Hà Tiên. Xe thì chạy lúc 9 giờ từ Châu Đốc. Đấy. Nói chung là về Hà Tiên nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào về cũng rất là bồi hồi. Quê hương thứ mấy, thứ mấy không biết nữa. Đấy, nhiều quê hương quá. Đây, và đã hết những ngày ở núi Sam, ở Châu Đốc. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Những trải nghiệm ở đây, dù là ít ỏi, dù là ngắn, nhưng mà vẫn rất là tuyệt vời luôn. Và nếu các bạn có dịp thì các bạn nên ở thử cái Victoria này xem. Jeff thấy ok lắm. Bởi vì là ở đây là có một cái view tuyệt vời. Mà cái giá trị nhất cái phòng của trip đó là cái ban công đó các bạn. Một ban công rộng thì còn rộng, mà mình ra đó mình bước ở đó một cái là thôi là trời ơi, view xung quanh phải nói là cực phẩm. Rồi, còn bây giờ thì trip ra bến xe để đi tiếp tục hành trình sang Hà Tiên. Và hy vọng các bạn đã thích video này, cũng như là video về rừng tràm Trà Sư. Và các bạn đừng quên nhấn subscribe, like và share để ủng hộ trip nhé. Bây giờ thì trip khởi hành từ Châu Đốc đi Hà Tiên, về thăm lại Hà Tiên, thành phố thân thương mà mình rất là yêu quý luôn. Và từ Châu Đốc đi Hà Tiên thì Travis biết là chỉ có một hãng xe Trọng Thanh thôi, và xe khởi hành lúc 7 giờ và 9 giờ. Thì đây mình đi xe 9 giờ và vé là 70.000.